Xin chào tất cả các anh chị em học viên. Hôm nay Vương Nancy sẽ giới thiệu cho anh chị cách cài đặt phần mềm Photoshop trên hệ điều hành Windows. Đầu tiên, để cài đặt được phần mềm Photoshop, Vương sẽ gửi cho mọi người link để mọi người tải phần mềm này về. Và khi mọi người nhận được link, mọi người kích vào đường link, chúng ta sẽ được đường link ra một cái trình duyệt web như thế này. Đây là toàn bộ file cài đặt của Photoshop bản CS3. Trong này đã có file crack. Thì để tải phần mềm này về, tải file cài đặt của phần mềm này, mọi người ấn vào cái hình tam giác cắm xuống ở đây. Chọn mục tải xuống. Sau khi file được lén thành công thì chúng ta sẽ tự động có file tải về. Chúng ta chọn, ở đây Vương đã có rồi nên là Vương tạm thời hủy cho nhanh. Chúng ta sẽ chọn nơi new rồi và mở cái nơi new cái file cài đặt của chúng ta. Thì đây là nơi mà Vương đã new cái file cài đặt. Khi có file cài đặt rồi thì chúng ta mở file lên và chúng ta kích vào file setup. Để cài đặt phần mềm Photoshop CS3, mọi người thực hiện các bước như sau. Cứ ấn Z, ấn Like, ấn Install, rồi cho đến khi có chữ Finish. Nếu cần đồng ý, Agree tất cả các thứ. Hiểu không ạ? Cứ ấn Like cho đến khi màn hình trở về cái nút Done này là mọi người đã cài đặt thành công. Thì ở đây Vương đã cài đặt rồi. Lên chúng ta sẽ đi correct, tức là gì, chúng ta sẽ đi cài đặt cái bản quyền cho cái phần mềm Photoshop của mình, tránh trường hợp là chúng ta dùng bản dùng thử thì chúng ta chỉ sử dụng được 20 ngày thôi hoặc 30 ngày thôi. Thế khi cài đặt xong thì một số sẽ có luôn file phần mềm Photoshop đã cài đặt xong ở màn hình desktop. Còn nếu ai chưa có thì có thể vào thanh Start ở góc trái của màn hình. Rồi tìm ở đây thì sẽ có file Photoshop ở đây. Một số bạn không có thì ở trên Win 7 sẽ có chữ All Program đây, mọi người kích vào. Thì nó hiện ra tất cả các phần mềm đã cài đặt trên máy tính của các bạn. Rồi sau đó thì mình tìm đến cái phần mềm Adobe Photoshop CS3 này. Ở Win 7 mọi người gõ chuột phải và chọn Send to tới màn hình desktop. Còn ở trên hệ điều hành Win 10 như của mình đây thì mọi người gõ chuột phải, chọn More, chọn Open File Local. Mọi người có thể copy cái shortcut cắt này rồi paste ra màn hình desktop. Thì chúng ta sẽ thấy được cái phần mềm Photoshop làm ở đây. Sau đó chúng ta vào folder cài đặt. Chúng ta gõ chuột phải. Chúng ta copy cái file crack là cái hình của icon của Photoshop đây. Mọi người quay ra phần phần mềm đã được cài đặt trên desktop này. Mọi người gõ chuột phải, chọn Property, chọn Open File Local và chọn Paste. Lúc này chúng ta sẽ có cửa sổ hỏi để cài đè lên, thì mọi người kích vào cài đè. Replay. Continue. Như vậy là mọi người đã cài đặt và crack thành công file phần mềm Photoshop lên máy của mọi người. Chúng ta chọn OK. Sau khi đã cài đặt xong thì chúng ta mở file Photoshop lên, mở phần mềm Photoshop lên để chúng ta thực hành.
Thì đây là giao diện bên trong của phần mềm Photoshop. Trước khi sử dụng phần mềm Photoshop, Vương xin giới thiệu qua mọi người một số các cái công cụ của Photoshop được cài đặt. Để trải nghiệm rõ hơn, chúng ta sẽ dùng một bức ảnh. Chúng ta sẽ sử dụng một bức ảnh. Đầu tiên chúng ta sẽ làm quen với công cụ Mood Tool. Thì công cụ Mood Tool này giúp chúng ta di chuyển ảnh trong khung. Thì trước khi di chuyển ảnh trong khung, mọi người lưu ý là ở đây chúng ta có phần Layer. Layer này chúng ta trước khi chỉnh sửa bất cứ một cái ảnh nào, một layer này trước khi chỉnh sửa bất cứ một cái mục ảnh nào thì mọi người ấn Ctrl Z. Chúng ta sẽ có hai lớp. Thì các cái lớp nào càng làm ở trên cao thì sẽ càng gần màn hình chúng ta hơn. Đây là hai lớp. Lớp layer 1 và lớp background. Thì mọi người xem này. Khi Vương muốn điều chỉnh layer 1 thì Vương sẽ kích chuột vào layer 1. Rồi Vương dùng chuột Mood Tool này, công cụ Mood Tool này để Vương di chuyển bức ảnh. Đây. Đây là layer 1, đây là background. Vậy càng nằm lên trên thì cái bức ảnh đó sẽ càng gần màn hình hơn. Và càng nằm xuống dưới thì sẽ bị đè xuống dưới. Đây là các lớp. Vậy đây là thanh công cụ Mood Tool. Tiếp theo là thanh công cụ Rectangular. Thanh công cụ này thì mọi người được sử dụng ba định dạng có sẵn, tức là hình vuông, hình ellipse và hình chữ nhật. Khi mọi người kích vào bất cứ một hình nào có chuột phải, chúng ta sẽ thấy được những lựa chọn ở đây. Thì cái công cụ này có tác dụng là gì? Giả sử Vương muốn cắt đi, Vương muốn cắt đi một cái khuôn hình nào đó ở trên cái layer 1. Đây. Khi mình thao tác vào bất cứ layer nào thì mình sẽ phải chọn layer đó trước. Hiểu không ạ? Rồi Vương dùng thanh công cụ Rectangular. Định dạng hình chữ hình vuông, hình cắt. Để giúp chúng ta khoanh vùng, lựa chọn vùng và có thể cắt hoặc là có thể đổ màu lên cái vùng mà chúng ta lựa chọn. Là sử Vương khoanh được một hình vuông hoặc hình chữ nhật Vương mong muốn, muốn cắt đi, Vương chọn Ctrl X. Đó, chúng ta sẽ cắt đi cái phần ở trên cái layer 1. Ngoài ra thì công cụ này sẽ giúp chúng ta bo viền giới hạn khu vực chúng ta thao tác đổ màu.
Ở đây chúng ta sẽ làm quen thêm một thanh công cụ nữa là thanh công cụ Paint Pocket Tool. Thanh công cụ này là thanh công cụ đổ sơn, đổ màu. Có thể hiểu như vậy. Thì khi chọn vào thanh Paint Pocket Tool này, mọi người sẽ chọn màu muốn đổ. Ví dụ Vương chọn muốn màu đỏ, Vương đổ vào khu vực này. Đó. Thì kết hợp giữa cái thanh Pocket Tool này và với thanh Rectangular này thì mọi người sẽ tạo ra được một cái khuôn hình màu đỏ ở khu vực mình bao viền. Và cái thanh Pocket Tool này chỉ hỗ trợ khi nào? Khi hỗ trợ cho chúng ta đổ ở những cái viền khu vực màu có cái tính đồng nhất giống nhau. Giả sử đây là cái hình áo của Vương đây, Vương đổ. Tắt bao viền đi cả. Nếu Vương muốn đổ màu vào hình áo này thì mọi người nhìn này. Đó. Phần màu đỏ chỉ đi lên những nền màu mà có tính tương đồng cái nơi mà chúng ta đổ sơn lần đầu tiên khi chúng ta kích chuột vào. Chứ sẽ không đổ được hết. Thế để bao viền, để giới hạn cái vùng sơn đổ này có hai cách. Cách một là chúng ta dùng thanh Rectangular này để chúng ta chỉ định giới hạn khu vực chúng ta muốn đổ màu sơn là vấn đề nhất. Vấn đề thứ hai là gì? Chúng ta sẽ đổ lên được những nơi có nền màu giống nhau. Giả sử Vương cũng vẫn sẽ giới hạn cho Vương chút, Vương cho thêm cái thanh công cụ này ra. Đây chúng có ở trong cái mục dấu này này, chúng có thanh History. Mọi người có thể kích vào đây để History, không thì mọi người kích giữ chuột vào History và mọi người kéo sang thanh Layer Tip này để chúng ta thêm History vào cái màn hình có sẵn ở đây. Đó, cái Histogram này thì mọi người tắt đi, Info này cũng tắt đi luôn. Thì đây là nơi mà chúng ta sẽ quay lại từng bước mà mình làm. Đó, các bước mình làm. Vương muốn Vương trở về cái bước nhân bản layer thì Vương kích vào layer Viva. Nên giả sử cái thanh chúng ta kết hợp giữa Paint Pocket với Rectangular, chúng ta đổ vào nơi có hai vùng màu khác nhau thì kết quả sẽ không được chúng ta như chúng ta mong đợi, là sẽ phù đỏ cả. Thường thì sẽ có khả năng phủ đỏ cả, tuy nhiên thì nó sẽ không kín được hết vì là nó nằm ở hai vùng màu khác nhau. Mọi người chọn màu. Ôi đồ. Đó. Bình thường chúng ta đổ một lần thôi là sẽ phủ hết. Tuy nhiên đây có hai vùng màu khác nhau dẫn tới mọi người sẽ phải đổ rất nhiều lần. Đó, mọi người nhìn thấy chưa? Vương kích chuột một lần này. Đó, chỉ ra một được một khu thôi, trong khi đó là Vương đã dùng thanh Rectangular này để Vương khoanh vùng tất cả. Và bây giờ muốn đổ ở khu vực này thì Vương bắt buộc phải kích chuột một lần nữa. Đó. Tuy nhiên, mọi người thấy sẽ không phủ được hết, bởi vì sao? Cái nền cái áo này nó có nhiều cái mảng màu khác nhau, dẫn tới chúng ta sẽ không phủ cùng lúc được hết. Vậy để phủ được hết ở cái khu vực này chúng ta phải làm gì? Đúng không ạ? Thì chúng ta dùng thanh Rectangular, chúng ta sẽ cắt đi cái phần mà chúng ta khoanh vùng để cho đồng nhất một tông màu hoặc một nền màu. Giả sử đây Vương khoanh vùng rồi, Vương ấn Ctrl X. Mọi người nhìn thấy không thấy mất gì là vì là chúng ta có hai lớp. Giả sử Vương không cho hiển thị cái lớp background lên, mọi người sẽ nhìn thấy vết cắt. Đây chính là vết cắt. Ấn tắt vào mắt này. Sau đó Vương dùng thanh Paint Pocket kết hợp với đổi màu, màu mà Vương mong muốn, Vương đổ vào.
Thì như vậy vương chỉ cần kích một lần chuột và nền màu của vương lúc này sẽ rất là đều và đầy đủ. Ở đây chúng ta muốn xem to hơn thì ở cái màn hình tab Navigator này. Mình sẽ nhìn, mình zoom lên. Đó. Thì như vậy chúng ta đã biết cách dùng thanh Motul, thanh Rectangular và thanh công cụ Paint Packet. Đồng thời chúng ta đã biết thêm cửa sổ History, biết sử dụng cửa sổ Navigator. Xin lỗi mọi người, có khả năng đọc tiếng Anh của Vương thì cũng hạn chế. Vậy nếu Vương muốn tách cái hình này ra khỏi cái nền của nó thì Vương làm gì? Vương sẽ lấy một cái nền mà Vương mong muốn để Vương tách, để Vương tách cái ảnh này ghép vào cái nền đó. Thì ở ngoài kia chúng ta có rất nhiều các trang web mà chúng ta có thể tận dụng và sử dụng để lấy những nền mà mình mong muốn. Thậm chí là có những cái file, một số bên người ta đã làm rồi mà mình chỉ cần việc lấy các cái mẫu file của họ ở dạng file Photoshop. Đây hiện tại Vương muốn làm file banner cho fanpage của mình hoặc trang group của mình chẳng hạn. Thì đây là những mẫu banner mà mình tải ở trên các thư viện ở ngoài Google về. Thì đây view đây, và định dạng của file này sẽ là PSD. Hiểu không ạ? Thì cách tìm kiếm những cái file này thì mọi người có thể lên Google và search. Lên Google và search là với từ khóa là banner Facebook file Photoshop hoặc file PSD. Có rất nhiều các thư viện, các nơi chia sẻ các cái file dạng này. Thì mọi người vào và kích vào và tải các cái file này về. Giả sử Vương đã tải thành công file nào đó. Vương vào đây, Vương lấy mẫu. Để mở được file Photoshop mà chúng ta vừa tải về hoặc file hình nền, mọi người gõ Ctrl O. Ctrl O là viết tắt chữ Open đó. Giả sử Vương cất cái file tải về là ở desktop. Vương vào desktop và Vương lấy cái file đó về. Đây. Đây là chính cái phần là cái file banner mà Vương lấy về đây. Thì khi mọi người mở lên ấy, nó sẽ mở luôn cho chúng ta một cửa sổ full như này. Sẽ đè mất cái cửa sổ mà cái ảnh của Vương trước đó. Thì mọi người kích để ý góc phải này, có cái hình mini với to down này. Mọi kích vào. Thì chúng ta sẽ thấy được hai cửa sổ của mình. Giới thiệu mọi người thanh Laser Tool. Thì thanh này cũng là một thanh cụ khoanh vùng điểm mà chúng ta mong muốn có
công năng và tác dụng tương tự với thanh rectangular. Tuy nhiên, thanh rectangular là thanh chúng ta sẽ lấy ở những cái định dạng hình đã được chỉ định trước. Ví dụ như những cái hình dạng hình vuông, hình bốn góc, rồi dạng hình ellipse, dạng hình chữ nhật, dạng Z. Mọi người hiểu không ạ? Còn thanh rectangular, còn thanh laser tool này chúng ta sẽ lấy được ở những cái dạng hình khác nhau. Ví dụ ở đây chúng ta gõ chuột phải, chúng ta sẽ có ba lựa chọn. Lựa chọn này thì mọi người muốn khoanh được vùng của mình, khoanh được vùng mà mình mong muốn ấy, mọi người phải sử dụng là giữ chuột trái, sau đó dùng chuột phải, rồi sau đó là mình vẽ chuột theo những điểm mà mình mong muốn, rồi kết thúc điểm đầu và điểm cuối với nhau. Chúng ta sẽ vẽ được rất nhiều những cái, chúng ta sẽ khoanh được những vùng mà theo ý thích của chúng ta, không cần phải khoanh vùng dựa trên những cái chỉ định có sẵn như thanh rectangular này. Thì ở công cụ laser tool này, muốn sử dụng được công cụ này thì mọi người bắt buộc phải giữ chuột trái, sau đó vẽ theo hình mình mà mình mong muốn. Tiếp đó là thanh magnetic laser tool. Thì ở thanh này là thanh tự động bắt điểm. Giả sử Vương muốn cắt cái hình của Vương ra khỏi cái nền này, thì mọi người để ý này, khi Vương di cái thanh công cụ này đi theo khung, chúng ta sẽ không phải kích chuột trái nhé, chúng ta chỉ cần dê chuột đi theo cái điểm viền mà chúng ta mong muốn, thì cái thanh này sẽ tự động bắt lấy cái viền đó. Đó, nếu mọi người để xa quá thì sẽ không tự động bắt được, nên chúng ta sẽ dùng thanh này để đi theo cái điểm viền mà chúng ta muốn. Còn đấy, thì thanh này chúng ta có thể lấy ở dạng chúng ta cắt thô, bóc tách nhanh. Mọi người đấy nè, Vương đã khoanh được cái vùng điểm ảnh mà Vương muốn lấy ra. Thì điểm đầu kết thúc bằng điểm cuối gặp nhau thì chúng ta sẽ xuất hiện những viền nét đứt dạng này. Tức là gì? Cái vùng này đã được khoanh lại, đã được chỉ định rồi. Và để tách ra, mọi người có thể chọn là Ctrl C hoặc Ctrl X. Rồi chúng ta chọn sang cửa sổ mà nơi mà chúng ta muốn tách bức ảnh này hoặc cho bức ảnh này vào. Trở về Move Tool. Mình chọn là Ctrl V. Mọi người nhìn đây ạ. Đây là bức ảnh mà Vương vừa tách ra khỏi cái bức ảnh gốc đây. Khi tách ra thì chúng ta gặp một tình trạng là như này. Cái bức ảnh của Vương là độ phân giải quá lớn so với cái banner này. Thì làm thế nào để cho cái bức ảnh này nó nhỏ lại? Thì mọi người ấn phím tắt là Ctrl T. Chúng ta sẽ thấy một cái đường viền mới xuất hiện màu đen như này. Và khi dê chuột vào thì chúng ta có thể co lại bức ảnh nhỏ theo mức mình mong muốn. Để có thể nhìn rõ hơn, mọi người sang cái thanh tab Navigator này, mọi người có thể zoom nhỏ lại, nhìn nhỏ lại để xem bức ảnh của chúng ta nằm ở đâu. Rồi chúng ta di chuyển để cho bức ảnh vào vừa khung mà mình mong muốn. Ở đây chúng ta có màn hình nhìn trước ở đây. Giả sử mà Vương cảm thấy Vương zoom như này là ok rồi, thì Vương chọn Enter. Và chúng ta mở cửa sổ to hơn, zoom lên to hơn để chúng ta nhìn một cách rõ nét bức ảnh. Thì hình này hiện tại đang khá là méo.
Mọi người tiếp tục sử dụng Ctrl T để kéo hình làm sao chúng ta thấy bức hình vuông vắn và nhìn dễ chịu nhất, phù hợp với cái nền mà cái khung viền mà chúng ta đã lựa chọn, cái hình nền mà chúng ta lựa chọn. Giả sử vương chọn vấn đề như vậy. Để kết thúc bằng cái lệnh này, để mình xác minh thì mình sẽ ấn là Enter. Để khởi động lệnh thì mình sẽ ấn là Ctrl T. Thì trong Ctrl T, trong cái lệnh này thì chúng ta có thêm những lựa chọn khác như sau. Sau khi ấn Ctrl T, mọi người gõ chuột phải, chúng ta có nhiều lựa chọn. Thứ nhất là đảo chiều của ảnh này. Thứ hai là chúng ta có thể chọn Scale, Rotate, Skew, Detach. Đó, đây là những cái công cụ mà mình lựa chọn. Thường thì Vương chỉ sử dụng là Ctrl T và sau đó là Vương kéo. Hoặc là Vương lật ảnh. Đó, Vương muốn cái vai của Vương thay vì đang ở bên phải của màn hình này thì Vương muốn sang bên trái thì Vương có thể kéo, giữ chuột và Vương kéo. Ở dưới đây chúng ta được một cái góc nhìn, góc mặt khác. Sau khi mà chúng ta ưng ý với cái sự điều chỉnh của mình rồi thì mình chọn Enter để kết thúc cái lệnh này. Và tiếp tục để khởi động một cái góc khác, giả sử Vương muốn cái hình này nó hơi xiên một chút thì Vương chọn Rotate. Đây mọi người để ý là chúng ta có thể, ví dụ cửa sổ này nhỏ quá, mình muốn view to hơn thì mình sẽ có thể chọn Ctrl 0 để cho màn hình phóng ở mức mặc định. Mọi người chọn này, khi Vương chọn thanh rod là Vương có thể nghiêng được bức ảnh theo các chiều xoay tròn. Gõ chuột phải tiếp, chúng ta chọn skew. Skew thì mọi người có thể nghiêng xiên cái bức ảnh theo các góc nghiêng. Cái này sẽ sử dụng nhiều khi mọi người ghép một tập thể ảnh, mình muốn đứng vào cái tập thể đó cho người mình đứng nghiêng ra, đứng xiên ra. Thế giả sử mà mình nỡ tay mình chọn xiên như này mình không ưng thì mình có thể quay nhanh lại bằng Ctrl Z. Đó. Tiếp tục, ở đây chúng ta làm tinh giảm cái bức ảnh này cho nó đẹp hơn thì chúng ta sẽ sử dụng thêm những công cụ sau. Giống như thanh laser, thanh lasso này, thì chúng ta có thêm một cái thanh nữa là thanh pen. Thanh này cũng là một dạng thanh khoanh vùng. Thì Vương cũng thường dùng cái thanh này để cắt và để chuyển ảnh. Vì sao? Vì cái thanh này cho lại cái đường ảnh khá là đẹp, đường cắt khá là đẹp. Thanh này thì bắt buộc chúng ta sẽ phải kích các chuột điểm ảnh mà nơi mà chúng ta mong muốn. Thì khi gặp, đặc biệt là khi gặp các đường, mọi người hạn chế ấn chuột theo dạng kích từng bước một như này. Khi gặp các đường cong như này thì mọi người có thể kích dài vượt qua khu vực đường cong. Và mọi người gõ chuột phải, chọn S, ấn chuột point. Thế nên chúng ta sẽ có thêm những điểm ảnh, điểm khác để mình có thể di chuyển lấy điểm cong. Để zoom được thì tại bàn phím chúng ta có thể, ngoài thùng dùng thay thanh Levigator này, chúng ta có thể sử dụng Ctrl cộng hoặc trừ để zoom to bức ảnh của mình mong muốn. Nơi màn hình Levigator này chúng ta có thêm một cửa sổ màu đỏ này để di chuyển tới mà nơi chúng ta muốn quan sát một cách rõ nét hơn. Đây, sau khi Vương add a checkpoint này vào đây thì chúng ta sẽ có thêm cái điểm được đánh dấu đây. Thế để di chuyển được cái điểm này, mọi người giữ phím Ctrl. Mọi người giữ phím
control phim an, người giữ phim an. Rồi để duy trì cái chuyển cái điểm này thì mọi người đây chúng ta thấy một cái điểm ở đây, để duy trì điểm điểm này mọi người giữ control và kích chuột vào điểm, sau đó chúng ta di chuột bằng cách là giữ chuột trái kéo cái điểm này cong ra, sau đó đến điểm thì mình nhả chuột ra. Ở phần này Vương muốn cong xuống một chút thì sao, Vương lại gõ chuột phải và chọn S Anchor Point, rồi giữ control rồi giữ chuột trái kéo xuống đó, kéo đầu này xuống, luôn luôn giữ control để khi chúng ta giữ control và chúng ta kích chuột trái chúng ta sẽ ra được chuột màu trắng này. Đấy, mọi người lưu ý này, khi Vương nhả phím control ra thì chuột sẽ thay đổi đó. Thì đây cũng là một thanh khoanh vùng kẻ điểm, và khoanh thanh này thì Vương sử dụng rất nhiều, sử dụng nhiều hơn thanh lasso này, sử dụng nhiều hơn rất nhiều. Thanh lasso này Vương chỉ sử dụng ít thôi, nên là khi cắt ảnh mọi người cố gắng sử dụng thanh pen. Thanh pen này thì hơi mất công một chút, nhưng cái điểm ảnh khi chúng ta cắt ra rất đẹp, đúng không ạ? Kết thúc của cái thanh kết thúc cái điểm khoanh vùng này thì mọi người luôn luôn lưu ý nhé. Giả sử đây Vương đã vẽ xong xuôi cái điểm ảnh cắt theo điểm ảnh Vương mong muốn rồi thì Vương điểm đầu sẽ luôn luôn phải chạm điểm cuối, và để kết thúc cái lệnh của cắt của cái thanh pen tool này ấy, thì mọi người giữ control và chọn enter thì sẽ khoanh được cái vùng mà mình mong muốn. Rồi từ đó thì mình di chuyển cái điểm cái ảnh mà mình cắt đến những nơi mà mình muốn để, được chưa? Đôi khi có những bạn ấy ấn Ctrl T, các bạn kéo kích thước ảnh theo một chiều thì nó không đi theo một chiều mà nó đi theo bốn hướng, tức là ảnh tự zoom to lên, tự nhỏ lại. Thì trong trường hợp này mọi người giữ phím Shift rồi mọi người kéo, thì lúc này ảnh của mọi người sẽ đi theo một chiều chứ không phải là di chuyển theo bốn hướng nữa. Sau khi mà Vương cắt được bức ảnh này rồi thì có những cái điểm ảnh mà Vương muốn bỏ đi thì chúng ta có thể lựa chọn một trong các công cụ sau. Đầu tiên là chúng ta có thể chọn công cụ Easy. Công cụ này là công cụ tẩy. Đây, những bức ảnh to thì mình có thể tẩy. Tẩy xa chút ra thì mọi người có thể tẩy đi. Hoặc sử dụng thanh laser để chúng ta một lần nữa kẻ lại viền. Đây nó bắt ra những nơi mình không mong muốn chẳng hạn. Bắt tự động chẳng hạn. Thì mình lúc này mình sẽ làm gì? Mình sẽ chỉ định bằng cách là mình tự mình kích chuột để cho thanh laser này đi theo những điểm kích chuột mà mình mong muốn. Nếu trong trường hợp thanh này không tự bắt được. Không tự bắt được viền. Rồi chúng ta chọn Ctrl X. Để chúng ta xóa đi. Cái điểm mà mình không mong muốn. Thì như mọi người thấy, đây là vết cắt của thanh laser. Hãy xem vết cắt của thanh pen tool nhé. Xem có nét hơn không nhé. Đây mình đang dùng thanh pen tool để mình cắt. Gõ chuột phải, S Anchor Point, giữ Ctrl
di chuyển đường cong mà mình mong muốn. Nhả căn trôn ra tiếp tục kích. Add anchor point. Kéo đường cong. Một số bạn sẽ gặp cái tình trạng này, khi các bạn kéo đường cong, các bạn kéo vào cái đường tiếp tuyến của bút pen, dẫn tới nó sẽ bị cong theo các chiều khác nhau như thế này. Thì mọi người vẫn giữ control, kích vào đầu tiếp tuyến, mọi người điều chỉnh lại cái đường cong làm sao cho nó hợp lý. Thay vì, bởi vì một số bạn mình thấy là gặp tình trạng là thay vì giữ chuột vào cái điểm anchor point này, điểm mà mình vừa thêm, thì mọi người lại kích vào đúng cái điểm tiếp tuyến này, cái đầu tiếp tuyến này, mọi người nhìn thấy không? Khi chúng ta kéo cái đầu tiếp tuyến này thì chúng ta sẽ tạo lên những cái đường cong nó theo những cái chiều hướng phức tạp hơn. Nên mọi người lưu ý cái điểm tiếp tuyến. Tránh trường hợp chúng ta không bị kéo vào đường tiếp tuyến. Giả sử đây Vương đã khoanh vùng xong điểm cắt, giữ Ctrl Enter và Ctrl X để mình cắt nó đi. Đó. Thì bản thân trong quá trình mình làm thì mình thấy rằng cái sản phẩm dùng bằng cái thanh công cụ Pen Tool này khi mình cắt ấy, nó sẽ đẹp hơn rất nhiều so với mình dùng các thanh công cụ khác. Nên mọi người cố gắng lưu ý là dù sử dụng cái thanh công cụ là Pen Tool để cắt. Sau khi mình cắt ghép ảnh xong xuôi rồi, mọi người muốn cái phần tiếp tuyến của ảnh với file lens, góc lens này nó được đẹp. Giả sử ở đây mình có những cái điểm nhăm nhỏ này, mình muốn nó được đẹp hơn thì mình sẽ chọn thanh công cụ là Blur Tool này. Thanh Blur Tool này thì những cái thanh mà có định dạng mà khi mọi người kích vào ấy, mà nó có hình tròn như này ấy, thì mọi người gõ chuột phải và có thể điều chỉnh được cái đường kính của đường tròn to nhỏ như mình mong muốn. Đó, bằng cách là kích và xong đó chúng ta dê chuột ra, chúng ta chỉ nhìn thấy cái tiết diện, cái đường kính mà của cái đường tròn này nó sẽ phủ tới. Được chưa? Sau khi chọn xong thì mọi người kích chuột để xác nhận. Đây, các cái điểm viền trắng này mình không muốn xuất hiện. Mình kích blur để mình chuyển màu nó đi. Hoặc như cái trên cái khu vực tóc nó đi chẳng hạn. Blur để mình kẻ viền làm sao để cho tóc chìm vào cái màu lèn. Cái phần sáng trắng này do cái lèn viền trước. Đó. Mình lựa chọn làm sao để cho dùng bằng khả năng quan sát và thẩm mỹ của mình để dùng thanh blur này làm sao cho cái bức ảnh cắt ghép vào cái lèn chính nó đúng như mình mong đợi và nó đẹp nhất trong cái nhận dạng thẩm mỹ của mình. Thế thì ở cái phần nền này chúng ta sẽ có thêm các mục như sau. Đây là phần ảnh. Đây là phần text. Mọi người muốn vào phần text này, mọi người có thể kích đúp vào text hoặc là giữ control kích đúp. Hoặc chọn này, ở đây có cái file text đây. Mọi người xem. File text này thì gì, hoặc có chuột phải ngay tại khu vực ảnh này mọi người sẽ có rất nhiều lựa chọn. Nên ví dụ đây mình lựa chọn là text này. Đó. Mình thử chỉ Ctrl T xem text này nằm đâu. Ok, on.
Đây, một tech mình bị tác động vào khu vực này. Như vậy là cái tech này đang nằm ở trong một cái mục ảnh profile này. Title. So name. Okay, on. Đây. Vì là cái file ảnh này của họ làm đây làm từ trước đây nên là chúng ta cần phải tìm xem những cái file định dạng có định dạng giống để chúng ta chỉnh sửa. Ví dụ đây khu vực text text của business này, mình gõ chọn text. Ở đây mình có thể thay đổi mục text bằng cách là chọn công cụ T kích vào text. Thì lúc này chúng ta sẽ thay đổi được mục text. Mình muốn thay đổi cái text nào thì mình dụ Ctrl, mình kéo cái text đấy đó, mình dùng chuột mình chỉ định cái text đó và chúng ta về thành công cụ là Thoai Tool này để mọi người điều chỉnh. Được chưa? Ví dụ đây là Vương Nancy. Thì ở cái phông chữ này mọi người có thể chọn màu bằng cách sau khi mình gõ xong mình thấy cái màu này không phù hợp thì chúng ta sẽ chọn là Ctrl A để bôi chọn toàn bộ phần text mà mình muốn. Ở đây chúng ta có thể chọn màu này, tôi chọn màu đỏ đấy chẳng hạn, chọn OK này. Rồi cái nền này, cái phông chữ này mà mọi người không thích để cái phông chữ này thì sao, mọi người cũng chọn Ctrl A, sau đó mọi người thay đổi phông. Trong máy có những cái mẫu phông sẵn hoặc mọi người có thể đao phông và cải tải phông về để mình lựa chọn một cái loại phông mà mình thích thú. Đây là cách sử dụng các cái công cụ mà thường xuyên chúng ta thường dùng. Còn cách sắp xếp như nào thì mọi người phải tự sắp xếp theo cái cảm nhận về thẩm mỹ của mình nhé. Tiếp đó là có thêm một thanh công cụ nữa mà Vương nghĩ mọi người cũng sẽ thường xuyên dùng. Ví dụ trên thanh công cụ này, ví dụ Vương có một sản phẩm. Tại Vương có một cái sản phẩm hàng của một đối thủ cạnh tranh khác và người ta đã viết tên của người ta ở trên cái bức ảnh đó rồi. Đây. Đây là sử dụng cái súng này đi. Nó có chữ Trung Quốc đè vào phần súng này. Và Vương không muốn cái chữ này xuất hiện ở đây nữa. Mà Vương vẫn muốn giữ lại được cái lèn này làm sao mà nó ở mức thật nhất. Thì đây chúng ta sẽ sử dụng một cái công cụ mà ở trong Photoshop người ta hay gọi là công cụ xóa nhược điểm. Hay còn gọi là Healing Brush. Thì cái thanh công cụ Healing Brush này mọi người sử dụng như thế nào? Kích vào thanh Healing Brush. Ở đây chúng ta sẽ có cái độ phủ này. Chúng ta sẽ chọn cái mode này. Mode này ở đây, đây Vương chọn là sẽ là chọn Reply. Đây sẽ là để Vương phủ đè lên những cái chữ này. Thì để sử dụng thanh này thì chúng ta có hai lựa chọn. Đầu tiên là Spot Healing. Spot Healing là gì? Thanh công cụ này nó sẽ tự động
lấy sao chép cái lèn ở gần nó nhất. Cái này đôi khi là vì là nó tự động dẫn tới rằng chúng ta chỉ sử dụng ở những cái nhược điểm ở dạng nhỏ thôi, kích thước nhỏ thôi. Ví dụ đây cái điểm chấm đen đây Vương không thích chẳng hạn, Vương muốn xóa đi đó, thì Vương dùng cái Spot Healing. Nhưng mà nếu Vương muốn phủ ở cái diện rộng, ví dụ giả sử Vương muốn giữ được cái màu da tay và Vương muốn giữ lại được cái tay này sao, Vương sẽ có thể sao chép được cái màu của da tay bằng cách Vương kích chuột vào cái điểm màu da tay gần nhất. Rồi sau đó Vương giữ phím An. Mọi người thấy không, sẽ xuất hiện một cái, một kiểu con trỏ khác. Thì mọi người giữ phím An, sau đó mọi người ấn chuột trái để xác minh rằng mình lấy cái màu điểm ở tay đó, và mọi người nhả phím An ra. Thì mọi người nhìn này, đã là spot chưa? Thì ở những vùng diện trắng ấy, là Vương sẽ dùng Healing Broaden. Và mọi người hết sức lưu ý ở đây chúng ta vẫn sẽ phải chọn là Replay. Đối với dự phim An, mọi người thấy không ạ? Ở đây chúng ta sẽ xuất hiện một con trỏ mới, và chúng ta sẽ dùng con trỏ này để chép lấy một cái nền mà chúng ta mong muốn. Giả sử ở đây tôi muốn thay cái chữ, thay cái nền của cái chữ chữ Trung Quốc này, thì tôi muốn lấy cái nền ở khu vực trong này gần nhất, để tôi sẽ cho nhỏ đường kính lại, nhỏ hơn nữa. Ok, tôi sẽ dùng phím An, giữ phím An để chụp cái điểm ra tay gần nhất ở chữ Trung Quốc này. Sau đó tôi nhả phím An ra, thì mọi người để ý này, chúng khi chúng ta kích sang đây cũng là da màu da tay đó, nghe không ạ? Phủ đi hết toàn bộ cái khu vực da tay. Tại những điểm gần mình sẽ phải luôn luôn chụp lên những cái màu da để làm sao cho nó gần với cái màu da tay đó nhất. Tương tự như ở phần cái súng cũng vậy, tôi cũng chọn An, chụp ảnh, xóa đi.
Thì sau khi xóa đi rồi thì mọi người sẽ thấy này, có những cái mà nhìn nó rất, nó cũng không được ưng lắm, thì chúng ta có thể sử dụng quay lại thanh auto để cho cái thanh này lấy lại độ mịn cũng như độ đẹp của tay hay của chiếc súng kia. Ở đây chúng ta có thể qua lại giữa các mode. Mình có thể dùng mode multi này, là mode chọn này, mode nó nhiều, nó đa đa vùng này. Thì chúng ta sẽ có thể lấy được độ mịn của cái tay. Nhìn cho nó cái lèn của các vùng tay nó có vẻ là nó sẽ giống nhau hơn. Hoặc là còn súng cũng vậy. Thì đây mọi người muốn sử dụng thì chúng ta có thể qua lại giữa tất cả các mode để từ đó lựa chọn cho mình những cái điểm ảnh làm sao cho nó phù hợp với cả cái lèn da gốc của cái tay của mình. Thì đấy là chức năng của thanh Hearing Brush mà mình thường xuyên áp dụng để mình xử lý. Đây mình xóa cái từ toàn bộ từ chữ chữ tiếng Trung này ở phần cái bồn cầu đi. Thay vì phải cắt phải đè ảnh lên thì chúng ta có thể sử dụng cái thanh này. Thanh này rất hiệu quả cho việc làm ảnh. Nếu giả sử ở phần tay này mọi người ưng không ưng lắm, mọi người làm mọi cách rồi mà nó vẫn không ra được cái điểm mà mình mong muốn, cái điểm ảnh ưng mà mình mong muốn, thì mình có thể dùng thanh pen tool để mình khoanh vùng lấy một một điểm viền ảnh tương tự để chúng ta sẽ copy và chúng ta sẽ thay thế lên trên phần bức ảnh trên. Đây, để xem như nào. Enter. Victory. Control Enter. Control C, Control V, Control T.
di chuyển cái điểm ảnh này lên trên cái phần ảnh mà đang bị vỡ mà tôi không mong muốn. Tôi di chuyển làm sao mà tôi lấy được cái viền như cái viền trước đây của nó, đi theo một cách đồng trục. Giả sử tôi muốn lấy thêm một lần một lớp này nữa, một lần cái điểm ảnh này, tôi chọn là Ctrl Z, như vậy tôi được thêm được một cái lớp ảnh nữa. Thì ở cái lớp ảnh này tôi muốn làm sao mà nó có cái đường gấp vào đây cho nó phù hợp, thì mình cũng có thể dùng thanh pen để mình kẻ một đường cong. Xuống khu vực này. Đó, đây là kỹ thuật chỉnh sửa để cắt tách ảnh mà mình muốn xóa đi chữ hoặc hình ảnh của đối thủ. Rồi sau đó mình có thể thêm ảnh của chữ của mình vào đây cũng được. Nancy. Thì mục text này chúng ta còn có thêm mục text hay mục ảnh, chúng ta cũng còn có thêm một công cụ nữa nằm ở đây, chính là công cụ layer. Công cụ layer này sẽ làm cho chúng ta phân vùng tách biệt giữa cái layer phần text này hoặc một cái layer mà chúng ta lựa chọn này, nó khác biệt khỏi cái phần ảnh. Đây mọi người nhìn này, khi tôi chọn drop này, ở đây chúng ta có nhiều lựa chọn về độ đậm, độ nghiêng của chữ, chúng ta muốn chữ nghiêng về hướng nào, được chưa? Thì mọi người có thể điều chỉnh và khám phá ở trong mục Layer Style. Rồi ngoài ra có một cách nữa để thêm chữ hay thêm bất cứ một cái vùng text nào đó, thì mọi người có thể sử dụng công cụ là Rectangular Tool. Ở đây mình có thể kẻ được một cái viền sáp như này. Đó, sau đó thì mọi người có thể chọn định dạng. Ở đây tôi muốn cái nền này của tôi đè lên trên cái phần ảnh, thì tôi sẽ chọn vào định dạng của nó là sub layer. Đây, cái đầu tiên này. Kích vào công cụ. Và mình có thể chọn màu mình mong muốn là màu xanh đi chẳng hạn. Bằng cách là kích vào color đây. Rồi nếu tôi muốn thêm chữ thì tôi cũng sẽ thêm chữ vào đây. Đó. Vương Nancy. Tôi chọn Ctrl A và tôi đổi màu chữ. Sang chữ trắng đi. Muốn di chuyển chữ thì chúng ta có thể chọn Ctrl T để nó di chuyển chữ. Ở trong cái mục tích chữ này, mọi người lưu ý này, để khi đây tôi kích ra ngoài khỏi vùng cái chữ Vương Nancy này thì dẫn tới chúng ta sẽ bị ra một cái layer khác. Đấy. Nên là mọi người hết sức lưu ý là chúng ta cần phải khi chúng ta chọn công cụ tích này, toy này, chúng ta sẽ phải kích vào đúng cái ảnh, đúng cái phần text mà mình muốn sửa. Ở đây là text nằm trong sáp, chính vậy mà chúng ta sẽ chọn là nằm ở giữa nếu muốn cho nó ra giữa. Được chưa? Ok.
Rồi ngoài ra cái phần text này chúng ta có thêm một lựa chọn nữa là uốn chữ theo định dạng mẫu có sẵn. Có những phông chữ sẽ không cho chúng ta uốn. Chính vì vậy mà mọi người phải lưu ý nhé. Vừa rồi tôi bị một cái lỗi đó, lỗi như vậy và tôi bắt buộc tôi phải đổi lại phông chữ là Times New Roman này chẳng hạn. Đây chúng ta có lựa chọn các lựa chọn dạng chữ mà uốn lượn theo cách mà mình muốn. Và đây là phần điều chỉnh các hiệu ứng. Vậy để nghĩ ra được một ý tưởng sắp xếp một bức ảnh đẹp thì sao? Bởi vì các công cụ gần như chúng ta nắm được. Tuy nhiên thì để biết được cách sắp xếp một bức ảnh đẹp sao thì chúng ta bắt buộc cũng phải lên Google và xem đối thủ khác người ta trình bày bố cục bức ảnh ra làm sao. Thì chúng ta có thể sao chép, chúng ta lắp cái bố cục đó vào bức ảnh của mình làm sao cho nó đẹp nhất. Phần text này đang nằm ở dưới cái sáp này. Tôi muốn cho lên trên thì sao, tôi ghi giữ vào phần chữ vương lên xi, tôi kéo lên trên đó, chữ của tôi đã được lên trên, đè lên phần text. Thì đây là những kiến thức cơ bản để giúp cho mọi người sử dụng công cụ Photoshop. Sau khi mà mọi người có được sản phẩm rồi, mọi người cần lưu lại thì gõ vào file, gõ file, chọn Save Air. Thì có hai cách lựa chọn. Nếu trong trường hợp mà mọi người muốn giữ lại file chỉnh sửa thì chúng ta sẽ giữ file PSD để lần sau khi chúng ta cần thiết chúng ta mở lên chúng ta vẫn chỉnh sửa được. Còn một dạng định dạng khác, ở đây chúng ta chọn file ảnh là JPEG hoặc PNG để tạo ra file ảnh thành phẩm, rồi mình up sản phẩm lên mình bán hay là mình gửi cái ảnh đâu đó đi đâu đó cho bạn bè. Cái file PSD này chỉ mở được với những máy nào có cài đặt phần mềm Photoshop. Mọi hiểu không ạ? Sau khi chọn định dạng xong, chọn nơi cần lưu. Ví dụ tôi chọn một nơi lưu là tôi tạo ra một folder mới trên desktop. Là học Photoshop. Yes. Click vào. Save bức ảnh lại. Chọn OK. Như vậy, tôi quay ra màn hình desktop. Tôi sẽ thấy file thành phẩm của tôi ở đây. Đó. Chúc mọi người sử dụng công cụ này phù hợp, hợp lý và biến tấu làm sao cho nó đẹp, phù hợp với công việc mà mình mong muốn. Xin chào.